hình nè. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có làm một cái website là tsmap.vn. Thì mình đã cập nhật bản đồ quy hoạch trên đây rất là nhiều để các bạn tham khảo nha. Và app này hiện tại mình đang làm là sử dụng miễn phí để tất cả mọi người được sử dụng. Đây, mình làm cái giao diện chính là như thế này. Các bạn vô nha. Rồi ở đây mình có cập nhật bản đồ của tỉnh Kiên Giang nè, thành phố Hà Tiên. Đây, các bạn muốn xem thì ở dưới nè. Mình cứ làm rất nhiều ở đây. Thì các bạn có thể vô tham khảo nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở bản đồ mới nhất. Mình mới làm xong. Mỹ Đức, Tô Châu đi. Đây, khi các bạn vô thì các bạn nó để giao diện như thế này nè, có cái vệ tinh. Đây, bạn click vô cái thửa thì nó sẽ hiển thị ra thông tin. Đây, ở đây là mình tìm tờ thửa nè, ví dụ tờ chính là thửa bóng đại đi, tờ chính thửa 200 đi, 300 có không? Đâu, tờ 8 hả? 8 nè. Ủa, 81. Đây, tờ 44. 44 thửa 24 đi. Đây, có hiển thị khu vực nè, tên chủ sử dụng đất nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái lớp quy hoạch lên ha. Lớp quy hoạch thì bạn nhấn vô cái logo này nè. Rồi, chọn lớp quy hoạch là 2030 nè. Kéo thành mở lên. Bạn có thể kéo kế hoạch sử dụng đất nè, 2024 nè. Đây, rồi mình tắt nó đi. Mình có một cái chức năng, đó là cái chức năng đây. Mình bấm vô đây cho coi. Đây chưa có ha. Khu vực này chưa có. Để mình kiếm chỗ nào có nè. Đây, ví dụ bạn có cái thửa đất này. Đó, đây, cái thửa nó đang nằm bên đây. Ủa, không phải, thửa nằm bên đây chứ. Đang đứng ở đây chụp. Để cái thửa nằm bên này. Đây, thửa nằm bên này. Và qua bên đây mình sẽ coi được thông tin thửa nè, tên chủ sử dụng đất nè, khu vực, diện tích tờ thửa. Ở đây mình coi cái khu vực vòng vòng ở đây. Ở đây là phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, phường Đông Hồ đi. Tìm đại một thửa, bấm vô 3D, click vào thửa đất. Chỗ này chưa có cập nhật. Đây chưa cập nhật. Tìm lại coi khu vực này có chỗ nào có chưa. Khu vực này có nè. Đây, đây cái nhà đây, cái nhà đây là thửa này nè.
Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn mấy cái chức năng này là chia sẻ nè. Rồi, các bạn có thể đăng tin trên đây luôn ha. Ví dụ như tôi bấm vô chữ đăng tin nè. Bấm vô chữ đăng tin thì các bạn click vào trên cái bản đồ thì nó tự hiển thị. Đây là tờ thưởng. Các bạn cũng có thể nào nhập tọa độ vô đây luôn nha. Ở đây là cái chức năng quét sổ, quét tọa độ nha. Rồi ở đây mình có làm thêm cái ghi chú nữa nè. Các bạn đăng tin xong thì nó sẽ hiển thị trên đây nha. Đây là la bàn. La bàn phong thủy. Bản đồ gặp mặt nhật mới thì mình để bên đây. Rồi chức năng định vị đo vẽ nè. Rồi các bạn vào tham khảo nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Để xem video nhớ thấy video này hay nhớ like giúp mình nha. Rồi cảm ơn, chào các bạn.